Vâng ạ, thưa quý vị, có lẽ là chúng ta khi mà đến nhà hàng cũng như đến những cái quán ăn hải sản thì việc mà thưởng thức tôm hùm là một cái món ăn mà tất cả chúng ta đều có thể là rất là dễ thích bởi vì nó có một cái hương vị thơm ngon đặc biệt. Nhưng tuy nhiên cái món ăn này, những con tôm hùm thì lại rất là khó bóc vỏ. Vì thế là nhiều thực khách rất là ngại ngần khi mà chúng ta phải thưởng thức cái món ăn này. Và mới đây, một nhà hàng ở Thượng Hải đã có thể giải quyết được vấn đề này. Một nhà hàng tại Thượng Hải đã đưa ra dịch vụ bóc tôm hộ vô cùng độc đáo. Nhờ có dịch vụ này, khách hàng vừa có thể thư giãn, giải phóng đôi tay và ăn uống thoải mái. Đương nhiên, khách hàng phải trả thêm 15% phí dịch vụ để nhận được ưu đãi này. Hà Nam Tân là một trong những nhân viên bóc tôm đang làm việc tại nhà hàng này. Cô sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và khá thời trang. Hầu hết khách hàng chọn dịch vụ này đều là nam giới. Công việc này đem lại thu nhập lớn không tưởng, có khi mức lương một tháng lên đến 5 con số. Để trở thành một nhân viên thành thục, cô chỉ cần học việc trong 2 ngày. Chia sẻ về công việc, cô rất tự hào vì có thể tự mình kiếm tiền nuôi bản thân. Việc giao tiếp với nhiều khách hàng cũng khiến cô tự tin hơn trước.